Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bảo Yên Đặng Văn Mạnh cho biết, nếu thời tiết thuận lợi, ngày 21 tháng 9 sẽ chuyển 25 hộ dân trong thôn Làng Nủ đã mất nhà do mưa lũ và các hộ đang trong diện nguy cơ sạt lở cao sang khu nhà tạm để ở nhằm đảm bảo an toàn. Việc xây dựng khu nhà tạm được bố trí trên nền nhà văn hóa cũ của thôn và được triển khai từ ngày 15 tháng 9. Trên tổng số đất mượn của bà con nhân dân là 2.500 m², mỗi gian nhà ở đây có diện tích 36 m². Trước đó, vào chiều ngày 15 tháng 9, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã đi kiểm tra, nghiên cứu cụ thể, sau đó trao đổi cùng lãnh đạo huyện Bảo Yên, các chuyên gia có kinh nghiệm và chốt phương án chọn địa điểm để xây dựng tái định cư thôn Làng Nủ mới, cách thôn Làng Nủ cũ bị cuốn trôi khoảng 2 km. Với sự ủng hộ của bà con nhân dân ở trong vùng, cũng như là quyết tâm chính trị của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, cũng như là sự chung tay góp sức của các lực lượng của bộ đội, dân quân, cũng như là các đơn vị thi công ở trên địa bàn tập trung vào đây, thì cùng với thời tiết mà đã ủng hộ, chúng tôi sẽ hoàn thành đúng theo kế hoạch là ngày 21 tháng 9 thì sẽ di chuyển toàn bộ bà con ra khu vực này để đảm bảo an toàn. Đây là khu vực rộng rãi, có địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước. Sau đó, chính quyền địa phương đã lấy ý kiến biểu quyết của người dân thôn Làng Nủ còn sống sót sau trận lũ và nhận được sự đồng thuận 100%. Ngoài các hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét, khu vực tái định cư này còn có thể bố trí cho số dân đang ở vị trí thấp, có nguy cơ ngập và sạt lở. Những nhà xây mới tại khu tái định cư sẽ xây theo kiến trúc truyền thống của người Tây ở địa phương. Sau khi xây dựng xong, sẽ bàn giao, bốc thăm chọn nhà, đảm bảo công bằng, dân chủ. Thưa quý vị và các bạn, đất nước đã thống nhất gần 50 năm, nhưng hiện vẫn còn khoảng 500.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trên cơ sở triển khai thực hiện luật căn cước, trong đó xây dựng cơ sở dữ liệu căn cước có dữ liệu thông tin ADN, Bộ Công an đang triển khai các tổ công tác tập trung thu nhận ADN trên cả nước. Hoạt động này mở ra cơ hội để gia đình các anh hùng liệt sĩ có thể tìm thấy được người thân. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tàu ở xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội có hai con trai là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đến nay dù đã tròn 100 tuổi, mẹ Nguyễn Thị Tàu vẫn luôn mong ngóng, khắc khoải vì chưa tìm thấy hài cốt con trai Nguyễn Ngọc Thắng. Khi được đề nghị lấy mẫu ADN để đưa mẫu vào ngân hàng gen phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt và tri ân tới các gia đình liệt sĩ, mẹ Tàu rất phấn khởi. Bây giờ là nhà nước đã có lệnh đi tìm mộ liệt sĩ. Riêng tôi là yên tâm, phấn khởi, là không có cái gì là để lệ nữa. Thì mong nhà nước là nếu tìm được con tôi về thì tôi xin là cảm ơn nhà nước. Hiện tại, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 2-3 mẹ Việt Nam anh hùng, có con là liệt sĩ, chưa xác định được danh tính. Bộ Công an đã tiến hành thu nhận mẫu ADN của các mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn các huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất. Tính đến thời điểm hiện nay thì Cục C06 đã triển khai tại 7 tỉnh thành phố với số lượng mẫu là trên 250 mẫu. Sau khi dữ liệu được phân tích thì sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu căn cước để tạo lập nên một kho dữ liệu lớn nhằm mục đích là đối sánh tìm kiếm thông tin hài cốt liệt sĩ khi mà có các cái mẫu thông tin hài cốt được phân tích và đưa về đối sánh. Trên thành phố Hà Nội thì việc này chúng tôi đã tiến hành trong đợt này là tiến hành rà soát trong đây là đợt đầu và đang làm với 4 điểm với các bà mẹ thân nhân là các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện nay thì tuổi cũng rất là cao. Thế và việc lấy các cái mẫu ADN từ các mẹ là đảm bảo cái tính thông tin chính xác. Mặc dù đất nước đã thống nhất gần 50 năm, nhưng hàng nghìn gia đình vẫn không biết con em mình đang nằm lại nơi đâu. Việc lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bổ sung vào kho dữ liệu nhằm phục vụ công tác đối sánh sẽ mang theo hy vọng lớn cho nhiều gia đình liệt sĩ tìm thấy người thân. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng cho biết vừa qua nhiều tỉnh thành phía Bắc bị ảnh hưởng rất lớn bởi siêu bão Yagi, cơn bão số 3. Trong đó, tại một số tỉnh thành, nhiều nhà chung cư cũ thuộc diện cải tạo xây dựng lại đã có hiện tượng nứt, nghiêng do ảnh hưởng của cơn bão. Một số địa phương đã phải di rời người dân ra khỏi nhà chung cư để đảm bảo an toàn. Để đảm bảo an toàn và tính mạng, tài sản của người dân sinh sống trong các nhà chung cư cũ trong mùa mưa bão, Bộ đề nghị các địa phương thực hiện ngay các giải pháp để di rời người dân ra khỏi các chung cư cũ nguy hiểm, xuống cấp, thuộc diện phải phá dỡ theo quy định. Bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân phải di rời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Tới thời điểm này, nhiều cơ sở giáo dục đại học đang xét tuyển bổ sung năm 2024. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, nguyên tắc tuyển của đợt tuyển sinh bổ sung là điểm tuyển sinh bổ sung của trường không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt trước. Thí sinh cần lưu ý nguyên tắc này để có sự lựa chọn phù hợp, đảm bảo cơ hội trúng tuyển cao. Các đợt tuyển sinh bổ sung của các trường đại học trên cả nước thường sẽ kéo dài đến tháng 12. Tuy nhiên, thời gian xét tuyển bổ sung và các điều kiện xét tuyển của mỗi trường khác nhau. Thí sinh phải tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng ký xét tuyển. Vì vậy, thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào trường nào có thể đăng ký tham gia xét tuyển các đợt bổ sung theo kế hoạch và hướng dẫn của cơ sở đào tạo. Xây dựng dự thảo luật dữ liệu, Bộ Công an đề xuất 8 nhóm dữ liệu không được phép công khai, gồm dữ liệu cá nhân không được chủ thể dữ liệu đồng ý, dữ liệu là bí mật nhà nước, dữ liệu tác động đến quốc phòng an ninh, những dữ liệu có thể ảnh hưởng đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác, thông tin thuộc bí mật công tác, thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước, tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ cũng thuộc nhóm không được công khai. Dự thảo luật dữ liệu sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp tháng 10. Bộ Giao thông Vận tải đang dự thảo thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng ký xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, cơ sở bảo hành bảo dưỡng xe cơ giới. Theo đó, Bộ đề xuất vị trí của cơ sở đăng kiểm xe cơ giới phải phù hợp với quy hoạch của địa phương, không ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh và đảm bảo việc di chuyển của xe cơ giới đến cơ sở đăng kiểm thuận tiện an toàn, không gây cản trở giao thông. Khoảng cách giữa các cơ sở đăng kiểm được xác định theo phương pháp định vị vị trí trên bản đồ, thuộc đô thị loại đặc biệt và đô thị loại 1 không được nhỏ hơn 5 km, đô thị loại 2 và 3 không được nhỏ hơn 6 km, các đô thị còn lại không nhỏ hơn 7 km. Đối với khu vực ngoài đô thị, khoảng cách giữa các cơ sở đăng kiểm không được nhỏ hơn 15 km. Đối với địa phương miền núi, vùng cao có diện tích tự nhiên là 8.000 km2 trở lên, không được nhỏ hơn 30 km. Không bao gồm cơ sở đăng kiểm được xây dựng tại trạm dừng nghỉ của đường cao tốc quốc lộ. Trong nỗ lực chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kéo dài, ngày 19 tháng 9, tân Thủ tướng Pháp Michel Barnier đã đệ trình lên Tổng thống Emmanuel Macron danh sách nội các mới, trong đó có nhiều gương mặt mới, đảm nhiệm hầu hết các vị trí quan trọng. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm danh sách đầy đủ của chính phủ mới sẽ được chính thức công bố. Tuy nhiên, văn phòng Thủ tướng khẳng định danh sách này sẽ là một chính phủ sẵn sàng hành động để phục vụ người dân. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO vừa đưa ra cảnh báo nếu không thúc đẩy hành động vì khí hậu, có đến 70% khả năng nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng 3 độ C so với mức trước thời kỳ tiền công nghiệp trước khi kết thúc thế kỷ này. Biến đổi khí hậu do đốt nhiên liệu hóa thạch cùng với sự xuất hiện của mô hình khí hậu El Nino tự nhiên đã đẩy thế giới liên tiếp lập các kỷ lục về nhiệt độ trong năm 2023 và năm nay. Dữ liệu cho thấy 8 tháng đầu tiên của năm 2024 là thời kỳ ấm nhất được ghi nhận. Quần đi bộ đường dài tích hợp động cơ bên ngoài có thể tăng sức mạnh cho đôi chân của người mặc lên 40% và giúp họ cảm thấy nhẹ hơn tới 13,6 kg vừa ra mắt tại Anh. Loại quần robot này có tên là MOGO với các cấu trúc hỗ trợ bằng sợi carbon được thiết kế riêng, được cung cấp năng lượng bởi các động cơ được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo AI, tích hợp ở đầu gối và tác động đến các cơ chân của người mặc trong quá trình lên dốc hoặc xuống dốc. Quần MOGO nặng khoảng 3 kg có thể giúp người mặc cảm thấy nhẹ hơn tới 13,6 kg khi đi bộ đường dài, được dự kiến ra mắt thị trường vào năm 2025 với giá bán lẻ khoảng 5.000 đô la Mỹ. Đây chắc chắn là sản phẩm đáng để xem xét, đặc biệt đối với những người yêu thích các hoạt động ngoài trời nhưng không có đủ sức khỏe hoặc sức bền cần thiết.